Nhìn thấy không ạ? Mày nhìn thấy không? Mày nhìn thấy không? Thấy cho mình không? Cứu rồi, bây giờ bà lên phòng để điều trị rồi, không phải dưới phòng cấp cứu nữa. Không lại đi, nào. Chào thôi, chào chú Hương, chắc chú đang xem đấy. Rồi, đây vẫn là chim đâu, anh chỉ quay thôi. Yeah. Chú Hương chưa đang... Nó mạng nó kém lắm. Chú Hương chưa đang viết là mẹ ăn nhiều vào. Mạng kém lắm, mạng đây không ăn được. Mạng nó... đấy cái khăn đấy. Không mình ăn em rút không bao giờ. Để em cứ hết sạch chỗ bát rồi đã từ từ. Mà ăn đấy thì. Thế mà em lấy con bát không? Nhiều lần nhé bạn nhá. Ăn nhiều lần nhỉ. Tí nữa tối thì uống sữa. Thôi tối thì uống sữa kia thôi. Uống sữa non. Rồi tí nước kia thì mẹ. Có còn cái kia đợi vào. Tí vào ta. Tí anh ăn tốt đi. Ờ. Ăn luôn thì đừng có đẩy 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 lâu. Súc miệng. Nào, súc miệng nào. Biết cầm khăn lau mồm thì biết rồi đấy. Ừ, thích nói không chứ. Biết hết. Để đấy kia. Rồi. Được chưa mẹ? Vẫn được chưa? Được chưa? Mỗi lần mẹ ăn là thì mẹ thấy mệt lắm. thôi. Nào, thôi nào mẹ. Mẹ bye bye đi. Mẹ chào mọi người nào. Ngày mai ở trên ấy là nhiều lắm, nhiều clip lắm, nhiều clip mẫu hậu lắm, tôi là mẫu hậu. Nhớ lại ngày xưa là diễn những vai gì nhỉ? Ngày xưa mà diễn những vai gì nhỉ? Làm những vai gì? Văn nghệ ấy? Đóng vai gì? Vai gì? Đào gì? Kiều Nguyệt Nga à? Bà đóng Kiều Nguyệt Nga. Ngày xưa đào chính đấy, đào chính của văn nghệ đấy. Đấy, anh ăn thì ăn đi này. Ngày xưa mọi người bảo hoa khôi đấy. Hoa khôi. Cho nên làm đào chính nha. Cười, bà cười đấy. Bà cười. Cười. Thế bà chào này mà. Ngày xưa lại có xin lá không? Chào mọi người nào. Dạ, xin chào. Nào với tay. Ta bà với tay chào mọi người nha.